360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.0, sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, mới lăn bánh được hơn 11 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Một chiếc xe này là màu nâu, tên đăng ký là màu nâu nhưng thực tế nhìn thực tế là nó là màu xám titan quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi đang bán với giá là 565 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.0 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V 2017 này quý vị các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.0 màu Titan 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V 2017 phiên bản 2.0 màu xám titan này quý vị và bạn nhé. Màu xám titan này thì nhìn rất là đẹp luôn quý vị và bạn ạ, và rất là khỏe các bạn nhé. Nhìn cái màu rất là khỏe luôn à. Để ra ngoài ánh nắng mặt trời các bạn xem đấy. Hôm nay thì thời tiết nó cũng rất là nắng. Tôi đang để ra ngoài ánh nắng mặt trời, nhìn rất là đẹp đây các bạn nhé. Và nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về phần đầu của chiếc xe các bạn xem đây ạ. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Và sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều luôn bạn nhé. Và chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là về cái phần sườn bên lái đây các bạn nhé. Đấy, cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị tai nạn gì cả đâu. Cho nên là cái phần nước sơn của sườn bên lái rất là đẹp luôn. Và đây là cái phần sườn bên phụ bạn nhé, cũng đều rất là đẹp luôn này. Toàn bộ từ ba rờ sốc, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là đèn pha bi xenon luôn này, có cả đèn led ban ngày quý vị các bạn nhé. Và cụm đèn này cũng còn rất là mới này. Phía bên dưới thì có đèn gầm đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, chữ logo với thiết kế của Honda dành cho chiếc CR-V 2017 này đều rất là đẹp các bạn nhé. Nhìn cái phần ca lăng đằng trước đây các bạn xem này, rất là đẹp này, với những chi tiết mạ chrome trang điểm vào cho chiếc xe rất là đẹp luôn. Và cái cụm đèn gầm cũng đều được thiết kế với những cái thanh chrome rất là sáng, rất là đẹp như này các bạn nhé. Một chiếc xe rất là đẹp rồi. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và dàn lốp của chiếc xe thì bạn thấy đây ạ,
chủ xe cũng đã thay cái dàn lốp này rồi. Dàn lốp này là dàn lốp thay rồi các bạn nhé, còn rất là dày, rất là mới đây. Cả một cái dàn lốp này là chủ xe đều mới thay luôn bạn nhé. Đấy, cả dàn lốp này mới thay, rất là đẹp luôn. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này thì về cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Sang tên xong cái là đổ xăng vào và chạy thôi các bạn nhé. Dàn lốp rất là đẹp luôn này, và rất dày, rất là mới, mới thay luôn cái dàn lốp này các bạn nhé. Gương chiếu hậu đây, gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Nhìn về cái phần sau thì các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đuôi gió này, đèn phanh trên cao này, và cụm đèn hậu thì còn rất đẹp đấy các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì ở cái cụm đèn hậu này nhá. Cho nên là cụm đèn rất là đẹp này. Đấy, cụm đèn rất đẹp, chưa có bị xước sát gì luôn. Đấy, và thanh nối chrome giữa hai đèn đều được thiết kế rất là đẹp và khỏe nhá. Và xe cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android to và xịn này, với camera lùi rồi này. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Nhìn về cái phần nước sơn đây các bạn xem đây ạ. Tôi quay cho quý vị bạn xem toàn bộ từ ba đờ sốc này đến hông này, cánh cửa này, tai đều còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả này, từ những cái phần ba đờ sốc sau này, hông này, cánh cửa này, tai đều rất đẹp. Và chiếc xe này thì chạy ở thành phố và đồng bằng luôn bạn nhé, cho nên là cây gầm đều rất đẹp đây các bạn này. Đấy, gầm của xe đều rất đẹp, không có bị gì xét, không có bị xước sát gì nhá, bởi vì chiếc xe này không phải chạy ở vùng biển các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này chạy ở thành phố và chạy ở đường bằng, cho nên là cái gầm đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe 2017 lăn bánh được hơn 11 vạn km, rất là mới và rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần nội thất cũng như là về phần keo chỉ của chiếc xe các bạn nhé. Đây là cái cánh cửa phía trước bên lái này. Đấy, từ keo chỉ này các bạn xem đây ạ, keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này, tắp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn. Toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô các bạn xem đây ạ, đều rất đẹp luôn bạn nhé. Nội thất thì được trang bị là ghế da màu kem các bạn xem đây ạ. Đấy, ghế da màu kem luôn quý các bạn nhé. Nội thất rất đẹp luôn. Và chiếc xe này cũng đã được trải sàn da rồi này. Đấy, trải sàn da rồi quý vị các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 đây nhé, sản xuất tại Honda Việt Nam, và phiên bản này là phiên bản 2.0. Đấy, tất cả là còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ nổ máy lên cho các bạn xem. Đấy, tôi đã nổ máy rồi các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên lái thì keo chỉ còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, táp bi rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ nội thất hàng ghế sau này các bạn xem này, cũng đều rất là mới và rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này cũng đã được trải sàn da rồi, lót sàn 5D rất là đẹp luôn. Từ cái bậc cửa này chúng ta đã thấy rất là đẹp luôn bạn nhé. Xe được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi bước lên xe để xem toàn bộ về vô lăng bạn xem đây ạ. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây các bạn nhé. Đây, tôi sẽ bật tiếp cho các bạn xem này. Đấy, chiếc xe lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi các bạn này. Đấy, hơn 11 vạn rồi các bạn nhé. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, ga tự động hay còn gọi là cruise control này. Và đặc biệt là chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android to đùng, rất đẹp luôn quý vị và nhá. Tích hợp camera lùi, xe đã có khóa thông minh, đè nổ, start top này. Toàn bộ từ tắp bi cánh cửa này cho đến tắp lô, quý vị bạn xem đấy ạ, tắp lô đều rất đẹp luôn bạn nhé. Đấy, những cái phần nỉ trần này, nỉ trần cũng là màu kem, rất đẹp luôn bạn này. Đấy, nỉ trần, tấm chắn nắng này, phần nhựa tay sách này. Đấy, đều rất là mới luôn bạn nhá. Một chiếc xe phải nói là rất là đẹp luôn này. Đẹp và đều, nội thất bên trong các bạn xem đây ạ. Với những chiếc xe ở phân khúc này thì đa số là đều đẹp các bạn nhá. Vì chủ xe thì đã đi, những cái người mà đi những chiếc xe CRV này thì đa số là những cái người
trung trung tuổi rồi, cho nên là người ta rất là cẩn thận, đi lại giữ gìn các bạn nhé. Cho nên là đa số những chiếc xe Honda CR-V thì chủ xe đều rất là cẩn thận và giữ gìn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi lại sẽ tắt cái động cơ đi, tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu tiếp những cái phần còn lại của bên ngoài chiếc xe này cho quý vị các bạn cùng xem cùng quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem các bạn nhé. Đây là phần cốp sau này. Cốp sau thì toàn bộ từ ốc cốp sau, quý vị và các bạn xem đây ạ. Ốc cốp sau nguyên zin này, keo chỉ cốp sau này, đấy, còn nguyên zin luôn bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, cốp sau còn nguyên keo. Đấy, keo chỉ nguyên zin này, ốc nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ và ốc là đều nguyên luôn này. Đấy, cái cốp sau này đều rất đẹp nhé. Những chiếc xe Honda CR-V thì cái khoang cốp sau rất là rộng rãi quý vị các bạn ạ. Đấy, những chiếc xe mà 5 chỗ ngồi mà gầm cao thì đa số là đều rất là rộng rãi các bạn nhé. Cái lót nhựa này là tôi lắp tạm vào để đồ thôi chứ không phải là của xe này đâu, cho nên là nó hơi dài một chút. Đấy, cái lót nhựa này là không phải các bạn nhé. Đấy, cơ bản là xem phần nhựa này còn nguyên luôn này và rất đẹp, rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, những cái phần nỉ đằng sau này cũng đều rất đẹp này, phần nỉ đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất đều rất mới luôn quý vị các bạn ạ. Và lốp sơ cua đây các bạn xem này, lốp sơ cua cũng rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua này. Và đằng sau này cũng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu quý vị các bạn nhé. Đằng sau không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Tất cả còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Honda CR-V 2.0 2017 này các bạn nhé. Đây, mức tiêu thụ nhiên liệu này, bản này là CR-V này 2.0. Đấy, chỉ 7,6 lít cho 100 km quãng đường kết hợp này. Đấy, nếu như chạy trong đô thị 10,3 lít này, 10,3 lít, còn nếu như ngoài đô thị chỉ có 6,1 lít thôi các bạn nhé. Đấy, cũng tương đối là tiết kiệm nhiên liệu. Ở phiên bản 2.0 này thì nó khác phiên bản 2.4 một chút, nó thiếu đồ hơn một chút, động cơ nhỏ hơn một chút, nhưng đi lại tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Cái nào nó cũng có cái hay của nó. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin này các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên zin này, táp bi thì rất là đẹp rồi này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cho đến nội thất bên trong các bạn, quý vị các bạn xem đây ạ. Những phần nỉ trần đều rất đẹp này. Đấy, nội thất hàng ghế ngồi phía sau cũng đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem, cũng là bấm tay để mở cửa này. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ đây, toàn bộ những cái phần keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ là nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ cánh cửa này nguyên zin này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, táp bi, táp lô, đấy, cho đến vô lăng, đấy, cần số này đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe phải nói là rất là đẹp, rất là mới này. Đấy, những phần nỉ trần này, đấy, nỉ trần đều rất đẹp luôn này. Nội thất này rất mới luôn các bạn nhé. Nhìn từ bậc cửa vào là chúng ta đã thấy một chiếc xe rất là sang xịn rồi. Đấy, xịn ngay từ cái lót sàn mới trải sàn 5D đây các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Ở phiên bản này thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V 2017 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 2.0 lít quý vị và các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Và ở động cơ này là cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Nguyên bản từ ốc chân máy này, đấy, cho đến ốc doanh giàn cò này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, không những còn nguyên bản và còn đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cabo thì các bạn xem đây ạ. Keo chỉ cabo này còn nguyên zin này. Đấy, tem này còn nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là rất là đẹp đây. Đấy, những cái phần cabo này, đấy, động cơ này rất là mới luôn các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 11 vạn km thôi quý vị và các bạn ạ. Cho nên là tất cả còn rất đều và đẹp của chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe phải nói rất là đẹp luôn các bạn ạ.
ở phiên bản 2.0 này thì động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Đấy, quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm về vấn đề nhiên liệu thì nên chọn phiên bản 2.0 này thì nó tiết kiệm hơn. Còn ở phiên bản 2.4 thì đi nó sẽ khỏe hơn và đồ của xe nhiều hơn nhưng nó sẽ tốn xăng hơn một chút quý vị các bạn nhé. Cho nên là tất cả nó đều có một cái giá của nó các bạn ạ. Đấy, đi dòng 2.0 này thì lại tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.0. Sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 10 vạn km các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 565 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.0 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V 2.0 2017 này quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.